Vâng, xin chào mừng toàn thể các bác và anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Hưng Nhật Bãi. Dạ vâng, hôm nay em quay và giới thiệu cho các bác một mẫu xe thể thao, một chiếc xe Dodge Gardner, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Canada xuất Nhật. Thì cái dòng xe Dodge Gardner thì rất là nhiều anh em và các bác đã tham khảo và lựa chọn dòng xe này. Thì thật ra thì trên thị trường Việt Nam thì cái dòng Dodge Gardner thì hàng trôi nổi trên thị trường rất là nhiều. Và đặc biệt hơn nữa thì cái dòng này thì nó sẽ có những cái sản phẩm hàng mới liên doanh từ các nước như Trung Quốc tràn sang. Thì với cái dòng Dodge Gardner mà các bác đang xem đây là một chiếc xe hàng bãi mà bên em nhập về, thì em cũng lên sóng cho các bác luôn. Vì cái xe bãi này thì nó cũng là dòng xe sản xuất từ Canada, gọi là công nghệ Canada xuất Nhật các bác. Đấy. Và dòng xe này thì chuyên cho thị trường Nhật họ đi thể thao. Và đặc biệt hơn nữa thì Việt Nam chúng ta bây giờ cũng đang lựa chọn dòng xe Dodge Gardner đi rất là nhiều trên trên cái nền tảng thể thao bây giờ. Thì em sẽ đi về chi tiết của xe để cho các bác hiểu sâu hơn. Đây là một chiếc xe Dodge Gardner, sơn của nó là sơn màu đen, sơn zin Chelsea. Đấy, và tem của nó là tem của Canada, đấy các bác, Canada. Chiếc xe này thì khung của nó là khung nhôm, càng của nó là càng hợp kim thép. Sơn tất cả đây là sơn zin cho các bác rồi. Giống của con này là giống tròn các bác. Đây, ống của nó là ống tròn hết này, không nhôm giống tròn. Và nó có những cái mối hàn vây cá rất là đẹp ở trên thân xe. Đây các bác. Mã này thì em gọi là mã X642. Đấy, mã X642. Chiếc xe này thì bộ chấn động của con xe này là Shimano Atus các bác nhá. Shimano Atus này. Nó sử dụng cho các bác là với 8 líp và 3 đĩa các bác. 8 líp và 3 đĩa này. Đùi của nó là đùi nhôm. Và nó bốn chấu đi rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, xích líp thì zin theo xe. Rồi. Còn vành của nó là vành nhôm hai lớp xe gió, nan hoa inox chân đồng. Mayer của nó là mayer nhôm. Có sơn màu trắng này các bác này. Đấy, sơn màu trắng. Còn vành của nó là vành nhôm rồi. Lốp của nó là lốp zin crop chi. Đấy, các bác này. Deming crop chi này. Đấy, và lốp của nó là lốp 700 các bác. Đây, lốp 700 này. Đấy, lốp 700 bánh bé. Chuyên đi đường phố thôi các bác. Đấy, lốp rất là chất rồi, một quả lốp xịn của nó luôn các bác. Đấy. 700 nhân với 28 đây các bác nhá. Đây. Lốp 700 nhân 28 đây các bác này. Đấy, 700 nhân 28. Với cái size lốp này thì các bác đi rất là nhẹ, nó đi chuyên về đường phố và đường đua thôi các bác. Đây, 700 nhân 28 này. Lốp rất là đẹp, đường bám lốp rất là ít. Đấy, bám đường rất là ít nên là lốp đang đẹp. Chắn bùn lắn lúa sau thì em lắp thêm cho các bác này. Phanh của nó là phanh nhôm Tikco. Đấy, nó sơn màu trắng đấy các bác. Sơn màu trắng phanh nhôm là phanh nhôm Tikco. Còn cái mayer của nó là cũng là màu trắng đấy các bác này. Đấy, khóa hồng zin theo xe đây các bác này. Đây khóa hồng này mở nhanh là zin theo xe này. Xe này thì khung nhôm rất là đẹp rồi. Đấy, con này rất là đẹp. Cọc in này là cọc in zin theo xe các bác. Da in thì em bọc lại thôi, còn cái nệm in này có thấy là cái cốt in là của nó là zin theo xe này. Đấy, khung của nó rất là đẹp ạ. Càng trước là càng hợp kim thép thì nó cũng là dòng siêu nhẹ rồi. Và rất là bền bỉ và rất là khỏe. Vành là một cặp vành zin theo xe các bác nhá. Đấy, vành sau và vành trước là zin theo xe, tất cả là đều zin nét 100%. Nan hoa inox chân đồng. Đấy. Mayer trước cũng là màu trắng theo xe luôn. Con này thì lốp trước của nó là 700x28 và lốp sau là 700x28 và lốp xịn theo xe luôn các bác. Nên là đi rất là sướng. Con này tem trước đang còn là tem nhôm các này. Còn phanh trước cũng là phanh Tikco, phanh nắm tay cũng là phanh Tikco. Đấy. Bộ bấm xạ con này là Shimano các nhá. Đây Shimano này. Đấy, trái phải là Shimano này. Càng trước là thép rồi, bô tăng ở ghi đông của nó là bằng nhôm. Đây quá, Dodge Gardner này, bằng nhôm này. Đấy, bô tăng này cũng là Dodge Gardner theo xe luôn. Đó là hàng bãi zin theo xe các nhá. Cái tay nắm này là em lắp thêm này. Đấy, còn chung này là chung zin theo xe này. Đấy, các bác bấm xạ cái dòng này bấm rất là sướng luôn. Rất là kêu. Một chiếc xe này thì phù hợp cho các bác là chiều cao là cứ lên cho em là tầm 1m58 thôi, 1m58 là các bác lên được rồi. Vì dòng xe này nó là dạng khung chéo, nó rất là thấp mà đi rất là hợp cho các khung hình của các bác. Đấy. Còn gọng nước này là cái gọng nước mà em thay mới này. Đấy, còn bàn đạp này là bàn đạp zin theo xe các bác nhá, bàn đạp zin theo xe. Đấy, con này thì nhôm của nó là nhôm 6061 đây các bác này, aluminium này, 6061 này. Đấy các bác để ý này, 6061. Đấy, rất là chất. Chiếc xe này rất là đẹp các bác ạ. Thế con này đang đến phía ngoài qua video đây thì ở bên ngoài nó rất là đẹp. Đấy, chiếc xe này thì ngày hôm nay em giao lưu cho các bác là với giá là 7.300.000 đồng. Em bao ship tận nhà cho các bác.
7.300.000 đồng em bao ship tận nhà. Bác nào nhanh tay thì liên hệ cho em sớm để có con xe này quá nhá. Chiếc xe rất là đẹp, các bác cứ yên tâm về shop Hoàng Hưng Nhật Bãi, bên em cung cấp những xe về hàng bãi thôi. Còn dòng này các bác mua rất là nhiều trên thị trường hàng cho nổi thì giá thành nó cũng tầm có thể nó rẻ hơn, nó mới nhưng mà hàng cho nổi, hàng Trung Quốc liên doanh thì nó rẻ hơn, nó cũng tầm về nước về Việt Nam khoảng tầm 7.500.000 thôi, có những xe 7.500.000 thôi, nhưng mà nó là hàng mới, hàng liên doanh. Còn hàng Việt Nam, hàng xuất Nhật thì Canada xuất Nhật thì hàng này hàng đúng cũng nguồn gốc của nó thì nó cũng giá thành nó cũng khá là cao và giá hàng bãi thì cũng hợp lý cho các với túi tiền của các bác rồi. Chiếc này em bán với giá 7.300.000 bao ship, bác nào chốt thì liên hệ cho em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong video lần sau. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì ủng hộ em xin một nút đăng ký kênh và một nút like. Xin chào các bác.